Xin chào tất cả các em. Kỳ thi học kỳ 2 sắp đến rồi. Hôm nay cô làm clip này để giúp các em ôn tập thật tốt nội dung thi của học kỳ 2 nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ôn tập. Chúng ta chú ý những nội dung như sau. Phần 1. Giải phương trình. Trong đó có phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình đưa được về dạng AX cộng B bằng 0, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Phần 2, chúng ta lưu ý đến phần giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Phần 3 là toán thực tế, thường là có 3 bài. Và phần 4 là hình học. Bài 1, giải phương trình. Cô có 5 bài tập trên bảng như sau. Các em có thể bấm dừng ở đây và tự mình giải các bài tập này. Sau đó chúng ta kiểm dò đáp số ở những cái slide sau nhé. Các em nhìn kỹ đi. Không khó phải không nào? Câu A. 4x cộng 2 bằng 3x trừ 6. Để giải phương trình này, chúng ta sẽ chuyển hạng tử 3x ở vế phải phương trình sang vế trái và hạng tử cộng 2 ở vế trái sang vế phải của phương trình. Lưu ý khi chúng ta chuyển vế phải đổi dấu. Như thế, ta được một cái phương trình tương đương với cái đề bài, đó là 4x trừ 3x bằng trừ 6 trừ 2. Ở vế trái ta giải ra bằng x, ở vế phải ta giải ra bằng trừ 8. Sau đó chúng ta kết luận tập nghiệm của phương trình chứa số trừ 8. Câu B. Giải phương trình x mũ 2 trừ 4x bằng 0. Ở đây chúng ta đưa về phương trình tích, chúng ta đặt x làm nhân tử chung. Ở bên trong ngoặc sẽ là x trừ 4 bằng 0. Như thế chúng ta dẫn đến x bằng 0 hay x trừ 4 bằng 0. Ta giải được x bằng 0 hay x bằng 4. Từ đó ta kết luận tập nghiệm của phương trình chứa số 0 và số 4. Chúng ta giải phương trình ở câu C ha. Thì cái phương trình này chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu số ở hai vế. Chúng ta thấy ở vế trái của phương trình, phân thức đầu tiên có mẫu là 3. Phân thức thứ nhì có mẫu là 15. Ở vế phải, phân thức này có mẫu là 5. Như vậy ta chọn mẫu chung là 15. Sau đó chúng ta quy đồng mẫu ở hai vế phương trình. Chúng ta khử mẫu ở hai vế. Và sau đó thì chúng ta nhớ rằng là các hạng tử chứa ẩn x ta chuyển qua một vế, các hằng số ta chuyển qua vế còn lại. Lưu ý khi chuyển vế ta phải đổi dấu. Chúng ta thu gọn hai vế lại và chúng ta tìm được x bằng trừ 8 phần 7. Chúng ta kết luận tập nghiệm của phương trình chứa số trừ 8 phần 7. Ở câu D, đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Đầu tiên các em sẽ đi tìm điều kiện xác định của phương trình. Ở đây chúng ta tìm điều kiện xác định thì chúng ta lấy tất cả các cái mẫu ở bên dưới này. Chúng ta cho nó khác 0 đi và chúng ta tìm được là x khác cộng trừ 2. Chúng ta tiến hành quy đồng mẫu thức. Thế thì ở đây chúng ta thấy x bình trừ 4 chính là dạng a bình trừ b bình. Ta phân tích ra được là x trừ 2 nhân x cộng 2. Như vậy, mẫu thức chung ở hai vế chính là x trừ 2 nhân x cộng 2. Phân thức đầu tiên, chúng ta nhân tử và mẫu cho x cộng 2. Phân thức thứ nhì, tử và mẫu ta nhân cho x trừ 2. Và phân thức ở vế phải ta giữ nguyên đúng không nào? Sau đó chúng ta tiến hành khử mẫu ở hai vế. Chúng ta lưu ý ở bước khử mẫu ta để dấu suy ra. Sau đó thì chúng ta thu gọn. Chúng ta được phương trình 8x bằng 8. Ta giải ra x bằng 1. Đặc trưng của phương trình chứa ẩn ở mẫu chính là có điều kiện xác định. Do đó khi giải ra x rồi chúng ta sẽ so với điều kiện xác định của phương trình. Chúng ta nhận thấy x bằng 1 thì nó khác với cộng trừ 2 nên ta nhận cái nghiệm này. Sau đó chúng ta kết luận tập nghiệm của phương trình chứa số 1. Chúng ta qua câu E. Chúng ta nhận thấy đây là dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Có dạng giá trị tuyệt đối của A bằng B. Với dạng này, chúng ta đặt điều kiện B lớn hơn hoặc bằng 0. A bằng B hay A bằng trừ B. A ở đây là x trừ 4, B là 3x. Chúng ta đặt điều kiện cho B, tức là 3x lớn hơn hoặc bằng 0. Tương đương x lớn hơn hoặc bằng 0 chia cho 3. Tức là x lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta đặt phương trình của đề bài là 1.
Từ đây chúng ta tương đương a bằng b hay a bằng trừ b, tức là x trừ 4 bằng 3x hay x trừ 4 bằng trừ 3x. Chúng ta chuyển các cái hạng tự chứa x qua một vế, hằng số qua một vế, chuyển vế, đổi dấu. Chúng ta giải ra được x bằng trừ 2 hay x bằng 1. Phương trình này có điều kiện các em, đó là x lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó chúng ta chỉ nhận những cái nghiệm nào lớn hơn hoặc bằng 0 thôi. Chúng ta thấy ta nhận được nghiệm 1 và loại nghiệm trừ 2. Sau đó chúng ta kết luận tập nghiệm của phương trình chứa số 1. Bài 2. Giải bức phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Chúng ta hãy quan sát cái bức phương trình này các em. Hai vế của bức phương trình đều chứa mẫu số hết. Vế trái là mẫu 3, vế phải là mẫu 2 và mẫu 6. Do đó ta chọn mẫu số chung là bằng 6. Ở vế trái, phân thức thứ nhất, chúng ta nhân tử và mẫu cho 2. Phân thức thứ nhì, ta nhân tử và mẫu cho 6. Ở vế phải, phân thức thứ nhất, ta nhân tử và mẫu cho 3. Còn phân thức thứ nhì, chúng ta giữ nguyên. Sau đó thì chúng ta khử mẫu ở hai vế. Ta được cái bức phương trình như trên bảng. Chúng ta ở vế trái thì ta nhân phân phối số 2 vào cho x cộng 2. Còn ở vế phải, ta nhân phân phối số 3 vào cho x cộng 1. Chúng ta được một cái bức phương trình như trên bảng ha. Tất cả các hạng tử nào chứa x ở vế phải ta chuyển qua bên vế trái. Các hằng số ở bên vế trái ta chuyển qua bên vế phải. Lưu ý, khi ta chuyển vế, ta sẽ đổi dấu và giữ chiều bức phương trình. Chúng ta thu gọn hai vế. Chúng ta được bức phương trình trừ 3x nhỏ hơn 2. Bây giờ chúng ta sẽ chia hai vế của bức phương trình cho trừ 3. Trừ 3 là một cái số âm. Do đó, khi ta chia hai vế của bức phương trình cho cùng một số âm, ta sẽ đổi chiều bức phương trình. Như thế, ta sẽ có x lớn hơn trừ 2 phần 3. Chúng ta kết luận tập nghiệm của bức phương trình chứa những cái x sao cho x lớn hơn trừ 2 phần 3. Và sau đó ta biểu diễn tập nghiệm lên trên trục số. Chúng ta qua bài 3. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về, xe máy đi với vận tốc 30 km/h. Hãy tính quãng đường AB, biết thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Đây là một bài tập rất là quen thuộc. Chúng ta kẻ cái bảng ra, có các cái cột, quãng đường, đơn vị tính là km, vận tốc, đơn vị tính là km/h và thời gian, đơn vị tính là giờ. Chúng ta nhận thấy trong đề bài có đề cập đến một cái dữ liệu thời gian mà đơn vị tính của nó là phút. Đó là thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Chúng ta sẽ đổi từ phút sang giờ. Thế thì từ phút mà đổi sang giờ, chúng ta chia cho 60. 20 phút sẽ bằng 1 phần 3 giờ. Và sau đó chúng ta điền những dữ liệu vào trong cái bảng. Đề bài cho vận tốc đi 25 km/h, vận tốc về 30 km/h. Chúng ta điền vào cho nó tương ứng các em ha. Chúng ta tìm quãng đường AB. Như vậy thì lúc đi từ A đến B, về B về ngược lại A. Do đó đi chúng ta đặt là x thì về chúng ta cũng là x luôn. Có quãng đường, có vận tốc, ta tìm được thời gian. Muốn tìm thời gian lấy quãng đường chia vận tốc. Do đó ta tính được thời gian đi và thời gian về. Bây giờ chúng ta cùng lập phương trình nhé. Thời gian về ít hơn thời gian đi là 1 phần 3 giờ. Như vậy là thời gian đi sẽ nhiều hơn thời gian về. Đúng không nào? Do đó ta lấy x phần 25 trừ cho x phần 30 bằng 1 phần 3. Đây là phương trình của chúng ta. Từ cái bảng thì chúng ta viết ra bài giải của mình. Chúng ta đổi 20 phút bằng 1 phần 3 giờ. Chúng ta gọi x, đơn vị là km, là quãng đường AB, điều kiện x lớn hơn 0. Chúng ta viết ra thời gian đi, thời gian về. Lưu ý chúng ta nhớ viết cái đơn vị vào nha. Đơn vị ở đây là giờ. Theo đề bài ta có phương trình. Các em viết phương trình ra và các em giải. Lưu ý với các em rằng khi chúng ta giải ra x bằng 50, chúng ta phải so với điều kiện mà chúng ta đặt ở đầu bài đó, x lớn hơn 0, chúng ta nhận. Sau đó chúng ta mới kết luận quãng đường AB dài 50 km. Chúng ta qua bài 4.
Trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, ban điều hành lớp muốn mua bánh pizza loại giá 200.000 đồng một cái. Chi phí tối đa để mua bánh là 850.000 đồng. Hỏi ban điều hành lớp mua được nhiều nhất mấy cái bánh như thế. Ở đây chúng ta gọi x, đơn vị là cái, là số bánh cần mua. X thuộc tập hợp n sao. Một cái bánh pizza thì giá 200.000 đồng. Như vậy chúng ta mua x cái thì số tiền chúng ta cần là 200.000 x, đơn vị là đồng. Chúng ta thấy chi phí tối đa để mua bánh là 850.000 đồng. Do đó ta có bất phương trình 200.000 x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 850.000. Từ đây chúng ta giải ra x. X nhỏ hơn hoặc bằng 4,25. Như vậy thì chúng ta mua được nhiều nhất mấy cái bánh? Chúng ta mua được nhiều nhất là 4 cái bánh. Chúng ta qua bài 5. Thiết kế dưới đây cho phép ta tính độ rộng AE của một cái hồ. Đơn vị tính trong hình là mét. Em hãy tính xem độ rộng AE của hồ là bao nhiêu mét. Các em hãy nhìn qua hình bên phải xem chúng ta có những dữ liệu nào. Chúng ta có độ dài AD bằng 100m, AB 100m, DF 150m, yêu cầu tính AE. Chúng ta nhận thấy AB và DF song song với nhau do chúng cùng vuông góc với đường DE. Ở đây chúng ta thiết lập tỉ số của hai đoạn song song AB trên DF. Chúng ta nghĩ đến kiến thức nào các em? Khi chúng ta thiết lập tỉ số của hai đoạn song song, chúng ta nghĩ đến kiến thức hệ quả của định lý Thales. AB trên DF bằng AE trên ED. Từ đó chúng ta thế số đo vào và chúng ta sẽ tính được AE. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể trình bày bài toán theo cái cách như thế này. Em xét tam giác EAB và tam giác EDF. Hai tam giác này đồng dạng với nhau, phải không các em? Tam giác EAB vuông tại A, tam giác EDF vuông tại D. Và chúng có góc E chung. Từ đó, chúng ta suy ra tam giác EAB đồng dạng tam giác EDF theo trường hợp góc góc. Từ đây, chúng ta suy ra được EA trên ED bằng AB trên DF bằng EB trên EF. Theo sau đó thì chúng ta thế các số đo vào. Chúng ta nhận thấy ED ở dưới mẫu này nè. Nó chính là EA cộng cho 100. Ha. Rồi, ta thế vào AB bằng 100, DF là 150. Từ đó chúng ta nhân chéo. Sau đó chúng ta tính được EA bằng 200. Ta kết luận độ rộng của hồ là 200m. Chúng ta qua bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Câu A, chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA. Câu B, chứng minh AH mũ 2 bằng HB nhân HC. Câu C, tia phân giác của góc ABC cắt AH và AC lần lượt tại E và D. Chứng minh HE nhân DC bằng AD nhân AE. Chúng ta vẽ hình ha. Rồi bây giờ chúng ta chứng minh câu A. Chúng ta nhận thấy tam giác BAC vuông tại A, phải không các em? Tam giác HBA vuông tại H. Như vậy, chúng ta có góc BAC và góc AHB bằng 90 độ. Thế thì chúng ta tìm một góc nữa các em ha. Chúng ta nhận thấy tam giác ABC và tam giác ABH chung góc B. Như vậy thì góc ABH chung, chúng ta đủ điều kiện kết luận tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA theo trường hợp góc góc. Lưu ý khi chúng ta viết ký hiệu đồng dạng, các đỉnh tương ứng phải viết cùng một thứ tự. Chúng ta qua câu B. Chứng minh AH mũ 2 bằng HB nhân HC. Đây là một cái chứng minh rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không các em? Chúng ta đưa về chứng minh tam giác HBA và tam giác HAC đồng dạng với nhau. Chúng ta thấy tam giác HAB vuông tại H, tam giác HAC cũng vuông tại H. Như vậy, góc BHA và góc CHA cùng bằng 90 độ. Chúng ta tìm một góc nhọn nữa nhé. Chúng ta nhận thấy rằng góc ABH và góc HAC bằng nhau do cùng phụ với góc BAH
hoặc cùng phụ với góc C đều được cả. Như thế chúng ta đủ điều kiện kết luận tam giác HBA đồng dạng tam giác HAC theo trường hợp góc góc. Một lần nữa cô lưu ý, khi chúng ta viết ký hiệu đồng dạng, các đỉnh tương ứng phải viết cùng một thứ tự. Từ đó chúng ta suy ra tỷ lệ thất HB trên HA bằng HA trên HC. Sau đó chúng ta nhân chéo với nhau và ta chứng minh được HA mũ 2 bằng HB nhân HC. Câu C, chúng ta vẽ tia phân giác góc B, cắt AH tại E, cắt AC tại D. Chứng minh HE nhân DC bằng AD nhân AE. Để có được đẳng thức tích này, chúng ta cần thiết lập các tỷ lệ thất các em. Cô sẽ hướng dẫn các em thiết lập tỷ lệ thất nhé. Em lấy đoạn HE ở vế trái và đoạn AD ở vế phải, em thiết lập thành một tỷ số. Thế thì ở tỷ số thứ nhì các em phải thiết lập cho nó tương ứng nha. Em nhìn HE mà nó nhân được với DC á, thì HE và DC ở vị trí chéo nhau. Chúng ta nhận thấy HE trên tử, vậy thì DC ở tỷ số thứ nhì nó phải nằm dưới mẫu. Vậy thì trên tử sẽ là AE. Còn tỷ lệ thất nào nữa không? Chúng ta có thể hoán đổi vị trí trung tỷ. Tức là hoán đổi vị trí của AD với AE ha. Chúng ta có EH trên EA bằng AD trên DC. Bây giờ chúng ta nhìn lên hình thử xem. Ở cái tỷ lệ thất thứ nhất, chúng ta nhìn đoạn HE, AD. Chúng ta thấy HE và AD nó rất là rời rạc với nhau. Nó không tạo thành một cái tam giác. Tương tự AE và DC cũng vậy. Do đó là cái tỷ lệ thất thứ nhất này chúng ta không có sử dụng được. Chúng ta hãy nhìn sang tỷ lệ thất thứ nhì. EH trên EA. Thế thì chúng ta nghĩ đến kiến thức nào các em? Chúng ta thấy tam giác BHA có cái đường BE là phân giác góc B. Như thế thì EH trên EA sẽ bằng BH trên BA. Tương tự như vậy, tỷ số thứ nhì AD trên DC. Chúng ta nhìn hình ha. Thế thì tam giác ABC có đường BD là phân giác góc B. Vậy thì DA trên DC sẽ bằng BA trên BC. Chúng ta muốn liên kết được tỷ số EH trên EA bằng với DA trên DC. Vậy thì BH trên BA phải bằng BA trên BC. Chúng ta thấy BH với BA nó tạo ra tam giác BHA. BA và BC tạo ra tam giác BAC. Hai tam giác này ở câu A chúng ta đã chứng minh nó đồng dạng với nhau rồi. Thế thì bây giờ chúng ta viết cái tỷ lệ thất AB trên HB bằng BC trên BA. Nhưng mà em nhìn kỹ lại đi, vẫn chưa được cái chúng ta muốn. Chúng ta muốn là HB trên BA kìa. Ở đây là có AB trên HB. Chúng ta lại muốn BA trên BC. Thì cái tỷ số thứ nhì chỗ này lại là BC trên BA. Không sao hết. Chúng ta hoán vị cả trung tỷ lẫn ngoại tỷ. Chúng ta có được tỷ số BH trên BA bằng BA trên BC. Nói nôm na là ở hai vế này chúng ta lật ngược lại các em. Như vậy thì ta đánh dấu 1, 2, 3. Ta suy ra được EH trên EA bằng AD trên DC. Từ đó chúng ta suy ra được cái đẳng thức tích mà chúng ta cần tìm. Chúng ta dừng lại ở câu C. Các em thân mến, bài ôn tập của cô đến đây là hết rồi. Các em hãy ôn tập thật là tốt để đạt kết quả thật cao trong kỳ thi học kỳ 2 này nhé. Xin chào tạm biệt các em.